chào ông bà cô chú và tất cả các bạn đang xem trên kênh Ăn Nhỏ Miền Quê. Thì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mẹ mình, mà hồi trước đến giờ thì chưa bao giờ mà hai chị em mình làm sinh nhật cho mẹ. Tại vì lúc còn nhỏ thì không có đủ điều kiện để làm á. Giờ năm nay thì hai chị em của mình cũng muốn mua cái bánh kem với làm một cái nồi lẩu để mình ăn sinh nhật của mẹ cho vui. Mời cả nhà cùng đi chợ với hai mẹ con mình nha. Tại vì bữa nay mình tính nấu cái món lẩu dê, mà lẩu dê thì thịt dê ở cái chỗ mình ít có ai bán lắm, nên mình phải qua đến bên thị xã Bến Tre mới có chỗ để bán. Thì sẵn đi qua bên đó thì mình sẽ mua bánh kem rồi đồ để mình nấu lẩu luôn. Giờ hai mẹ con mình sẽ đi mua. Giờ mình tới chỗ mua thịt dê. Chỗ này thì ở bên Bến Tre, ngay chỗ gần phường 6. Này là đùi dê. Thịt dê này nhiêu ký hả? 250. 250 hả? Anh cần đem cái này. Thịt dê 250 một ký. Cái này là toàn là đùi không luôn. Mà mẹ mình lấy cái đùi đó, nó có dính cái đuôi, còn cái này không có cái đuôi nè. Rồi nhiêu tiền anh gửi? 630 ngàn. Dạ, anh gửi 630 ngàn tiền thịt dê. Còn mua cái gia vị nấu cũng nhiều lắm mẹ. Rồi giờ mình đi mua gia vị nấu hả? Giờ mình sẽ ghé cái tiệm bánh kem trước. Tại vì mình mua xong rồi mình gửi lại đây, tí nữa mình lại chợ Bến Tre rồi mình mới quay lại để lấy bánh kem cho nhanh. Bây giờ mình vô cái tiệm bánh kem Ngọc Điển nha, để mình mua bánh kem cho mẹ. Đây cái tiệm bánh kem Ngọc Điển nè. Cái tiệm bánh kem này thì ăn rất là ngon. Trời, bánh kem luôn. Mẹ thích loại nào mẹ lựa đi mẹ. Mẹ thấy trong này cũng có nè. Đi, mình đi vô trong. Đâu mẹ thích cái nào mẹ nói chị lấy cho. Giờ mình đi mua cái gia vị để nấu lẩu dê nha. Con mua đồ nấu lẩu dê. Giờ mẹ mình đang qua bên kia để lấy nè. Ở cái chỗ tiệm này là lớn, ở chợ Bến Tre. Cái bịch đó mẹ. Giờ mẹ mua thêm bịch táo đỏ nữa. Chỗ này quá trời luôn. Mày để ngoài đây nè, gần hồi nữa mình lấy mì rồi mày tính tiền luôn. Bữa
buổi trưa nên chợ hơi vắng nè. Bảy chục thôi mà. Có mua thêm gì nữa không? Vậy bé nhớ cơm nhớ. Thấy bà già, thấy bà già thấy thương quá. Lâu lắm mình mới đi chợ bánh tre một lần. Đây. Hồi nãy mình mua bánh kem mà mình gửi lại tủ lạnh á, để mình đi mua cái đồ nấu lẩu dê rồi giờ mẹ qua đường để đi lấy bánh nè. Giờ mình đi về, mình trên đường về mình sẽ ghé cái chợ để mình mua rau về mình nhúng lẩu. Mình ghé bên lề đường để mình mua hành. Ở đây người ta đem hành chắc ở dưới ruộng lên quá quá chừng luôn nè. Rồi trái cây, rau, củ quả nữa. Mua mấy trái lùm chôm rồi về nữa mình ăn. Hành này 20.000 bó nè. Chỗ này là gần chân cầu Hầm Luôn, quá trời sari luôn. Mình mua chôm chôm thường với mấy trái ổi, mấy trái sari. Sari ngọt mà 15.000 một ký luôn á. Thường cái chân cầu Hàm Luôn á, mình bán nhiều bơ, nhiều trái cây, rau củ quả mà rẻ hơn ở mấy trong mấy chợ. Thank you.
mình ghé về chợ Xếp để mình kiếm cái chèo khổ qua mình mua mình nhúng á. Nhưng mà ở đây cô không có bán. Nãy mình ghé chợ Thanh Tân cũng không có nữa. Giờ mẹ mua mấy củ môn để giờ mình để vô cái lẩu dê. Cảm như mẹ lấy hết luôn à. Ờ, ở đây khoai lang củ bự siêu to luôn. Quá trời khoai luôn, đủ loại luôn nè. Có khoai môn với củ mì. Khoai lang tím nè, khoai từ nữa. Nãy giờ mình kiếm mua cái lá khổ qua không có á. Mình mua cái rau má với lại cả bẻ xanh mình về mình nhúng ăn cũng ngon. Nãy mình có mua thêm cái đậu hũ trắng nữa. Con gái để quên bên Tú Hạnh à. Coi ai mua bển cân kìa. Thì sau khi hai mẹ con mình đi chợ về á, mình có mời dì Mười với chị Hồng vô để phụ nữa. Phụ làm đồ ăn với mình cho nhanh, tại vì giờ cũng 3-4 giờ chiều rồi đó. Mà trời mưa nữa, hai mẹ con đi chợ bị mắc mưa. Giờ chị Hồng sẽ chặt thịt dê nha. Hai cái đùi dê thịt không mà đã ghê không chị? Ủa chặt gì ha? Dạ, chị chặt sao mà vừa gấp á, chứ chặt bự quá gấp gãi đũa dọc đường. Còn nào có gì bự nha. Bự bự đặng hồi cầm luôn khỏi gấp ha. Nha. Dạ. Cho dì Mười cục thịt đó nha, chứ răng vậy thì đâu có lấy cục xương được. Dì Mười của mình đang rửa cải với rau má. Thì cái món này mình nghe một người cậu nói là nhúng với cái gì tự nhiên quên rồi ta. À, chè hú qua. Tội vậy mà con cũng quên nữa, khùng ghê không. Mà mình kiếm mình mua ba cái chợ luôn cũng không có nữa. Nên là thôi mình nhúng cải với lại rau má đi. Mười mày dao đồ dữ ha. Vì mười mày dao chắc bén lắm á. Tại vì làm cỏ hồi xưa giờ nên là chắc có kinh nghiệm ạ. Chúc Bảo Nam vô không gì mời. Mẹ mình đang gọt khoai môn. Tại thường thường thấy trong cái lẩu dê người ta cũng có để khoai môn á. Nên mình có mua mấy củ khoai môn tí nữa mình xắt vô. Mình ăn có bỏi rồi cho nó ngon. Sinh nhật của mẹ lớn nhất từ trước tới nay. Từ nào đâu có lần nào đâu con lấy lần đầu tiên. Thứ năm mấy rồi? Dì Mười sẽ đi cắt xả để mình nấu lẩu dê nha. Thì một ít mình để nguyên cọng, còn một ít thì mình phải bầm nhuyễn ra để mình xào với cái thịt á, cho cái thịt nó thơm. Mấy bụi xả mới trồng đây mà nó tốt ghê luôn nè. Hồi sáng á, có con rắn lục nó bò ngang đây bự thiệt bự mười. Cái cô kia cổ đi cổ kia con lấy cây đập cái nó thôi, tháng 7 thả cho đi khỏi đập. Kêu gì, sợ con thấy chạy vô đây con kêu gì cắt không? Đúng rồi, coi chừng có bé nè. Vì nói gì cũng sợ rắn mà. Đâu sợ đâu. Giờ nó chạy ngang gì bắt nó cho con. Bự không gì mời. Thêm cây nữa đi. Thêm cây bự bự đi. Rồi dì đền con bụi đó. Cái thịt dê này mình phải khử mùi cho thật là kỹ. Thì mình ăn nó mới không có cái mùi hôi nha. Tại dê nó có cái mùi hôi đặc biệt.
nên là chị Hồng đang đâm gừng. Mình sẽ hòa với rượu để mình rửa qua một lần, rồi sau đó mình bắt một cái nồi nước sôi, mình sẽ trộn xương. À, trong đó mình cũng đâm gừng với sả mình để trụng cái xương á, cho nó không có bị hôi. Em luộc mấy cái xương dê cho nó bán cái mùi. Còn thịt thì mình sẽ phi tỏi sả mình xào cho thơm nha. Chị Hồng đang rửa cái xương lại với nước lạnh nè. Xương dê chị Hồng đã luộc qua cái nước gừng sả này nè. Giờ mình rửa lại với nước lạnh, rồi mình bỏ vô cái nồi nước súp để mình nấu cho nó ngọt. Thì nãy giờ mình cũng bắt một cái nồi nước súp nè, ở trong đây dì Mười có để bắp sẵn rồi. Giờ chị Hồng sẽ để gừng sả. Mình cho xương dê vô luôn để cho cái nước súp mình nó ngọt mà cục xương nó mềm. Trời ơi, gái nhà ai mà. Trời ơi, lần đầu nấu mà nhìn cũng hấp dẫn quá anh chị Hồng. Bây giờ đậy lại ha, để về. Đậy lại dì Mười. Giờ có chị Tho của mình ở đây. Hồi nãy mình thịt xương dê mà nó lộn bò, tại đó giờ không có ăn nhiều nên nói cũng như bị lẹo lưỡi. Nhà mình cũng ít ăn dê nữa, thì có đồ ăn. Ăn dê không biết có sao. Con chảnh chảnh chút quá. Thì giờ mình cũng chuẩn bị nấu cái lẩu dê rồi mình. Có thêm thịt vịt, gam nước dừa nữa, một ít trái cây là mình ăn mừng sinh nhật của mẹ. Thì clip của mình đến đây cũng đã hết rồi. Mời cả nhà đón xem tập tiếp theo để đón xem sinh nhật của mẹ mình nha. Còn bây giờ thì gia đình của mình xin chào và hẹn gặp lại.